Xin chào những chị nhà đầu tư đang theo dõi video của kênh Kim Ánh Investor ha. Kết phiên giao dịch ngày 25 tháng 11 đó là ngày hôm nay, thị trường của mình quay về tiếp tục test cái vùng 1170 và vẫn đang có cái dấu hiệu gì anh chị? Cái vùng gáp hầu như nó vẫn còn đang thận trọng và kiểm tra. À, cái áp lực bán tháo ngày hôm nay hầu như chưa có. Thanh khoản giao dịch tầm 11.000 tỷ nên anh chị thấy là cái mức thanh khoản này nó cũng tương đối là thấp. À, và cái chủ yếu áp lực nó đến từ cái nhóm cổ phiếu dòng ngân hàng và chưa có yếu tố dừng lại. Thì ở những cái video trước em cũng có nói với anh chị mình cái yếu tố mà dòng ngân hàng nó điều chỉnh và tái tích lũy lại đó là một cái yếu tố bình thường về cái diễn biến đại giá của cổ phiếu dòng ngân hàng nó đã qua cái giai đoạn chạy nước rút rồi thì nó sẽ có những cái khoản gọi là khoản lặng nó sẽ thứ nhất là điều chỉnh để gì anh chị cho nhà đầu tư chưa chịu chốt lời anh chị mình sẽ chốt lời ngắn ra thứ hai là tái tích lũy lại để làm gì anh chị à, gom lại cái lượng hàng để đánh vào cái nhịp thân sóng thì cái giai đoạn mà cổ phiếu dòng ngân hàng anh chị nó bớt hấp dẫn đi rồi thì nó chỉ phù hợp cho anh chị mình nuôi dài những anh chị nào nuôi dài thì đoạn này mình cầm ngân hàng ok chứ còn đánh ngắn thì hầu như là những cái vùng này là anh chị mình đã chốt lại dần những phiên trước rồi đúng không ví dụ như cổ phiếu BID nè nó bắt đầu nó có những cái tín hiệu rút chân tại đỉnh nên anh chị mình thấy áp lực bán của nó có và cái vôn bán của nó cũng không hề nhỏ thì nó sẽ đi vào giai đoạn những chị điều chỉnh và cổ phiếu nó điều chỉnh từ đỉnh về tới bây giờ cũng tầm khoảng đâu đó 4% Ha, và nó xây cái vùng tích lũy hoặc là nó tiếp tục điều chỉnh ở đây thì cái này là mình chưa thể nào biết được bởi vì cổ phiếu khi mà nó chạy nước rút và đánh nhịp số 2 rồi thì cái xác suất gì anh chị cái xác suất cổ phiếu nó điều chỉnh và tái tích lũy lại là bình thường ha cái này là mình đã nói rất là nhiều nên là giai đoạn mà cổ phiếu dòng ngân hàng đánh nhịp hai thì em nói với anh chị mình đối với các cổ phiếu như BID nè uh, ACB đi hoặc là CTG nè đó nó cứ có kéo nhịp số 2 thì anh chị mình cân nhắc là mình hạ tỷ trọng cổ phiếu mình ra hàng uh, 50 phần trăm nếu mà anh chị mình đánh ngắn còn những anh chị đánh dài á thì bắt buộc là cái vùng này cổ phiếu nó rung lắc là cái yếu tố bình thường tại vì cổ phiếu nó để mà nó nuôi được một cái thân sống anh chị trước tiên nó phải có những cái giai đoạn điều chỉnh và tái tích lũy lại đó là cái vận động cơ bản của một cổ phiếu đúng không vận động cơ bản thôi trong quá trình đi lên thì nó phải gì anh chị có những cái yếu tố cho nhà đầu tư chút lời để nó gom lại cái lượng hàng nó có nội lực nó đánh tiếp đấy nên là dòng ngân hàng đoạn này anh chị sẽ thấy là cái cái gọi là cái cái yếu tố hô hào của những nhà đầu tư nắm nhóm ngân hàng bây giờ nó đã gây như anh chị gọi là liệm đi tầm vài phiên rồi đúng không không hầu như là không còn nghe nhắc đến cái dòng ngân hàng quá nhiều nữa và giai đoạn này đa số anh chị mình nhắc đến dòng ngân hàng là nhắc đến cái gì anh chị nhắc đến cái điểm chờ mua trở lại ha à, và đối với em điểm chờ mua trở lại của dòng ngân hàng thì giai đoạn này anh chị mình sẽ canh cái vùng tái tích lũy nha cái vùng tái tích lũy đủ lâu À, sẽ có cái điểm mua cho anh chị mình nếu mà anh chị mình muốn đánh về trung hạn của dòng cổ phiếu ngân hàng thì à, ngoài BID, CTG, à, ACB nè, CTG nè cũng bắt đầu có những cái giai đoạn gì anh chị điều chỉnh trong ngắn hạn nè ha điều chỉnh và tái tích lũy lại à, thì những cổ phiếu ví dụ như STB thì cũng bắt đầu có cái yếu tố rung lắc ngày hôm nay nhưng mà thanh khoản thì vẫn còn đang bé con này thì chưa có gọi là giai đoạn chạy nước rút à, như MB Bank nè, à, MB hoặc là Techcom nè đều vào giai đoạn điều chỉnh rồi bởi vì nó như anh chị nó có giai đoạn chạy nước rút và nó có đánh nhịp số 2 nên giai đoạn này bắt đầu quay đầu điều chỉnh là đúng rồi anh chị mình thấy cái phiên bán ngược trở lại vô lớn này không đó là bắt đầu những cái yếu tố điều chỉnh trong ngắn hạn xuất hiện rồi và cổ phiếu khả năng tiếp về đâu đó quanh cái vùng giá nền dưới và tái tích lũy lại thì cái nhịp tái tích lũy lại thì anh chị mình tạm thời quan sát và mình tìm điểm vào sau ha à, còn những cái cổ phiếu đó còn đang ở vùng giá thấp ví dụ như là SHB SHB thì vẫn đang ở trong vùng sai quay mới là nhịp số 2 thì mình cũng chưa thấy nhưng mà dòng ngân hàng có áp lực bán thì những cái cổ phiếu này nó cũng không tăng được ha và hiện tại nó vẫn đang trong vùng tích lũy lại thì anh chị mình để cổ phiếu nó tích lũy nha à, còn con SHB thì nó sẽ đánh có cái à, tính chất hơi riêng lẻ ngành tí nên là nó sẽ có yếu tố giữ giá khá là tốt ở trong cái vùng sai quay này à, STB cũng vậy nè VB Bank đấy VB thì cũng mới từ đáy đi lên thôi cũng mới vượt cản thôi thời gian này thì vẫn đang tái tích lũy lại và con vb này tái tích lũy lại đẹp thì mình sẽ canh mình vào nha mọi người đoạn này dòng ngân hàng mình canh mình canh những cái nhịp tái tích lũy lại cổ phiếu mình canh mình vào hàng là ok ha và những cái biến động của dòng ngân hàng mà về cái mặt điều chỉnh anh chị giai đoạn này thì bắt buộc phải chấp nhận bởi vì cổ phiếu nào đi lên và chạy nước rút gọi là bung liên tục anh chị bung lên liên tục á ha biên độ mười mấy 20% trăm thì nó phải có những cái điểm nghỉ ha cổ phiếu nghỉ là yếu tố bình thường và đối với em nha rủi ro trong ngắn hạn đối với những anh chị mình cầm hàng mình muốn chốt lại thôi rồi à, dòng ngân hàng thì đoạn này cũng không có những cái câu chuyện mới mẻ Những giai đoạn cổ phiếu nó biến động hoặc nó điều chỉnh tích lũy Thì anh chị mình cứ để cổ phiếu nó diễn biến xong ha. À, ngày hôm nay thì sẽ có một vài cái cổ phiếu mà anh chị sẽ thấy là nó đánh đơn lẻ và nó kéo trần lên Ngày hôm nay ví dụ như con FRT là cuối phiên đánh trần này Đây à, những con này thì đánh nó hơi bo cung tí và đây là hàng gì anh chị Hàng bán lẻ, ngày hôm nay bán lẻ kéo vào cuối phiên nha mọi người Anh chị có thể thấy là con FRT nè Đây, FDT nè, kéo cuối phiên kéo trần lên nè và lấy lại hầu như là cái vùng xu hướng luôn. Đấy rồi con uh, DG nè, cũng hồi phục lại cuối phiên, MWG cũng hồi lại cuối phiên. Nha. Thì những cổ phiếu dòng bán lẻ thì hiện tại nếu mà xét về cái xu hướng của nó thì nó vẫn là cái trong cái vùng xu hướng khá là tốt. Và cổ phiếu MWG này anh chị nó quay về nó test cây mai 20 nè, hoặc cái nền giá trước nó vẫn giữ giá thôi. Thì những cổ phiếu này đối với em nắm giữ và trung hạn nó vẫn khá là đẹp. Ha. Rồi Masan bán lẻ Masan ngày hôm nay Uh, Masan thì cũng không kéo lại mạnh lắm nhưng mà nó vẫn đang vận động trong cái biên dưới nè chị thấy không vận động biên dưới của khung sai quay đó nên những cổ phiếu này mình cầm nắm quan sát thôi và đoạn này nhóm mít cáp anh chị nó bắt đầu là nó có những cái tín hiệu rụt rịch hơn rồi nó có tín hiệu rụt rịch hơn là cái uh, cổ phiếu dòng ngân hàng bởi vì ngân hàng thì bữa giờ nó chạy rồi và dòng mít cáp thì nó vẫn chỉ đi ngang thôi nhưng mà ngày hôm nay cũng bắt đầu có những cái tín hiệu ví dụ như hôm trước thì con hcm nó đánh nè dòng chứng khoán thì hầu như ssi nè uh, vnd vci vẫn đang trong vùng tích lũy thôi À, mình tiếp tục nha mọi người à, cái cổ phiếu dòng chứng khoán nó vẫn đang trong vùng tích lũy thôi và anh chị mình thấy cái xu hướng của cổ phiếu nó đã xác nhận chưa mọi người hầu như là vẫn chưa ha nên đoạn này những cái điểm mà anh chị mình thăm dò hoặc là đang đã có vị thế cổ phiếu dòng chứng khoán và cầm nắm thì mình cứ thế mình tiếp tục mình cầm nắm quan sát thôi bởi vì hầu như cổ phiếu nó chưa xác nhận xu hướng à, và dòng tiền nó cũng chưa Dòng tiền ở nhóm nào thì cũng chưa thể hiện rõ ràng Thép thì đợt trước kéo có vôn nè Nhưng mà ngày hôm nay cũng chỉ hồi lên tăng lại nhẹ thôi tầm 1-2% Đúng không? HSG cũng vậy nè anh chị HBG cũng tương tự luôn Những cổ phiếu này mình ưu tiên mà nắm giữ nha Bởi vì cái xu hướng của cổ phiếu anh chị nó vẫn đang giữ xu hướng khá là tốt Đúng không? Nó chưa gãy xu hướng Trong ngắn hạn hầu như là các cổ phiếu này nó vẫn đang giữ cái vùng xoay quay của nó à, Và cái thời gian mà nó hấp thụ lại cái vùng đỉnh cũ nó vẫn đang giữ, nó vẫn đang diễn ra và nó vẫn đang giữ giá Rất là tốt nè nên là những cổ phiếu này mình ưu tiên mình cầm nắm thôi Thị trường nó không biến động thì anh chị mình cũng đâu có giao dịch Gọi là giao dịch sôi động gì được giai đoạn này đâu Nên là mình ưu tiên mình cầm hàng nha mọi người Giai đoạn này em đánh giá về cái yếu tố rủi ro của thị trường nó cũng tương đối là thấp Và đặc biệt nha anh chị trong một cái bối cảnh mà thị trường nó yếu á, thì các cổ phiếu nó đã gãy lâu rồi Nha. Còn trường hợp mà giai đoạn sau này mà các lực gọi là nhà đầu tư bán trước Tết và tổ chức họ có yếu tố muốn rủ trước Tết á, thì nó rủ xuống nó cũng sẽ vòng lên thôi hôm trước em nói với mọi người về các cổ phiếu đi nền rồi và đa số cổ phiếu hiện tại là midcap. nhà đầu tư nắm thì đa số là midcap thôi ngân hàng giai đoạn trước kéo nước rút đâu phải ai cũng vào được thì đoạn này chủ yếu nhà đầu tư nắm midcap. mà anh chị mình nhìn qua sơ lượt qua một và một một vòng thị trường đi thì các cổ phiếu dòng midcap đại đa số là đang đi nền ha và các cổ phiếu này anh chị nó có cái sự đồng thuận và trường hợp nó gãy nó sẽ gãy tất cả các nhóm cổ phiếu mid cap luôn và nó tạo đồng thuận cái mẫu hình gãy nền thì giai đoạn sau tụi nó đi lên thì thị trường của mình nó cũng đi lên rất nhanh đấy đấy là cái kịch bản mà em đang view cho thị trường giai đoạn này nên em vẫn thấy là cái yếu tố rủi ro nó rất là thấp trong ngắn hạn nó có biến động đi nữa thì trong xu hướng sau anh chị nó chỉ cần cân bằng trở lại và nó sẽ kéo lên chạy lên rất là nhanh nên giai đoạn này hầu như là cái yếu tố rủi ro nó thấp nên là mình còn cầm nắm vị thế cổ phiếu đó là cái lý do như vậy ha còn trường hợp mà cổ phiếu nó lại muốn rơi hoặc là thị trường nó muốn gọi là gãy anh chị thì nó đạp là nó phải đạp mở biên và mở vôn bán luôn thì nó may ra này nó mới xác nhận vào cái vùng điều chỉnh thì lúc đó anh chị mình ừ chấp nhận thị trường của mình nó rơi thì anh chị mình ra hàng còn đoạn này thì mình vẫn đánh giá là thị trường của mình nó đang ở trong cái vùng gì anh chị sai quay mặc dù là từ cái vùng một nghìn năm một trăm năm mươi lên đó anh chị thị trường nó kéo liên tục nè từ cái vùng nền tích lũy mới một nghìn một trăm năm mươi thị trường kéo liên tục nè nhưng mà quan trọng là cái giai đoạn này chỉ có dòng ngân hàng kéo thôi vào giai đoạn cổ phiếu nó rung lắc nè anh chị, giảm 4 phiên nè, cũng chỉ có nhóm ngân hàng thôi. Nhóm ít cáp giữ giá rất tốt. Anh chị mình có chú ý không? Nhóm EM30 kéo nè. Điều chỉnh cũng là nhóm EM30, nhóm ít cáp nó vẫn neo. Đấy nên là đây cái tình hình chung của thị trường và đa số các cổ phiếu nhà đầu tư cầm nắm nó vẫn đang giữ giá. Và mình sẽ ưu tiên mình giữ giá mình quan sát. Giai đoạn này chỉ có một cái yếu tố rủi ro nhất đó là anh chị mình sử dụng margin vào cổ phiếu thôi. Không sử dụng margin thì chẳng có yếu tố gì rủi ro ở đây cả. Nha. Cái trường hợp các cổ phiếu mà nó gãy nền các anh chị mình canh mua ở dưới lại đánh lại đẹp. Em đã nói nhiều về cái cái cách đánh mẫu hình gãy nền vũ rồi ha. Ở rất là nhiều cổ phiếu anh chị, rất nhiều cổ phiếu nó có mẫu hình gãy nền vũ. Nên đoạn này midcap và và những cái cổ phiếu uh, uh, trụ anh chị nó không có cái sự đồng thuận với nhau. Và dòng tiền nó tập trung chủ yếu ở cái nhóm cổ phiếu trụ. Nên đoạn này biến động tăng giảm hầu như là nằm ở nhóm trụ hết Còn mid cap thì nó vẫn đang vận động có những cái uh, yếu tố gọi là tích lũy lại Và hầu như là không có kịch bản tăng cũng như là kịch bản giảm cho cổ phiếu Nên anh chị mình vào tham gia đoạn này thì vẫn hợp lý Tại luôn luôn những cái vùng giá mu, mua ở nền sẽ là những cái vùng giá tốt nhất Anh chị mình bắt giao rơi cổ phiếu, ví dụ cổ phiếu nó đang rơi anh chị mình bắt Gọi là may mắn lắm thì mới bắt được cái vùng giá tốt không phải cứ mua giá thấp là tốt nha mọi người thường đối với em mua ở những cái vùng tích lũy trong một cái xu hướng tăng thì là cái vùng giá mua tốt nhất nên giai đoạn này em vẫn ưu tiên cầm nắm vị thế tại sao không bán tại vì khi mà mình dự đoán thị trường trong giai đoạn này nó rất dễ sai và khi mà mình dự đoán thị trường tăng á anh chị mà mình quản trị được cái vốn của mình á mình đi vào mua cổ phiếu mình mua cái nhóm ngành mà mình thích hoặc là cái nhóm ngành mà mình đánh giá về cái yếu tố kỹ thuật nó tốt nè về cái nội tại cổ phiếu nó tốt nè anh chị mình hoàn toàn có thể thăm gia tại vùng nền đúng không do khi anh chị mình chỉ cần đánh giá thị trường rủi ro anh chị mình đứng ngoài thôi Một khi cổ phiếu bung anh chị mình sẽ chạy vào không kịp ha Và cái vị thế nó cũng sẽ không được tốt Nên là cái việc mà mình mua ngay tại bây giờ và mình chờ đợi xu hướng của cổ phiếu đó là hoàn toàn bình thường ha Và cái việc mà cổ phiếu nó chỉ cần nổ một phiên xác nhận thôi Là anh chị mình đã có lợi nhuận rồi Anh chị mình sợ một cái là ông giai đoạn này đang vùng tâm lý là thứ nhất vùng 1200 Thứ hai là gì mọi người? thứ hai là cận tết thường cận tết có những cái nhịp điều chỉnh đúng không nhưng mà anh chị mình nhìn về lịch sử nha thường cận tết nó điều chỉnh nhưng nó đi lên lại rất nhanh và đoạn này nó cũng sẽ tương tự như vậy nó xuất hiện một cái nhịp điều chỉnh bất ngờ nha cái đó là cái trường hợp em nói là kịch bản rủi ro đó mà nó xuất hiện gọi là cái phiên gãy đi các cổ phiếu này nó gãy nền nó đi lên lại nhanh đó mọi người nhanh đã đánh gãy nền đi lên lại cực kỳ nhanh sẽ tương tự những cái giai đoạn tết gần tết năm trước anh chị nó đi nó rơi xuống nhà đùng 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 vậy nè xong nó đi lên đùng 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 đáy chữ v luôn nha anh chị mình lật lại lịch sử đi nên hầu như là giai đoạn này á, em chỉ chú trọng về cái việc đi vốn thôi lựa chọn một là mít cáp nè một là ngân hàng nắm mã nào đẩy giá gọi là hai nhịp rồi ví dụ như Tết Com em sẽ chốt ngắn mã nào còn ở dưới cái vùng giá thấp ví dụ như eb vb thì em sẽ cầm nắm tiếp đây nè quan trọng là nó đang ở vùng giá thấp và nên giá của nó rất là dày và cứng thành ra cái mức độ rủi ro của nó không nhiều và giá vốn anh chị mình mua từ những cái đợt trước nó rất là thấp nên là mình có thể ưu tiên mình cầm nắm cổ phiếu được còn những con ví dụ như con techcom con mb nè anh chị nó đi lên rất nhanh đi lên rất nhanh và thấp thì những cái quá trình điều chỉnh của nó nó cũng sẽ có những cái yếu tố điều chỉnh rung lắc mạnh đó thì mình sẽ không ưu tiên nắm giữ trong ngắn hạn mình chờ vùng tích lũy lại mình sẽ tham gia lại sau đấy còn đối với dòng thép dòng thép thì sau này nó mới bắt đầu đạt vôn nè dòng tiền vào kéo tiếp tục nè hiện tại đang tái tích lũy lại vào thăm dò được không mọi người được và thăm dò được mà nó test lại vùng giá cùng lắm nên dưới nó sẽ giữ nè những vùng hỗ trợ của nó ở đây khá là cứng và mình có những cái điểm stop loss nếu mà trường hợp xác nhận gãy xu hướng đúng không? nên là anh chị mình đi vào thăm dò những vùng này thì bình thường ha, cứ cầm nắm vị thế các cổ phiếu đang tích lũy thôi à, chứng khoán cũng tương tự nè SSI này VCI này những cổ phiếu này anh chị mình thấy sao nó vẫn đang trong vùng quay và trường hợp nó gãy nó có lên không mọi người? chắc chắn là lên nha anh chị thấy những cái cổ phiếu mà nó đánh liên tục nha anh chị đánh tăng liên tục như thế này nè nó rơi á thì thường nó rơi luôn ha nó có cứu anh chị một phiên sau nó sẽ rơi luôn nhưng mà những cái giai đoạn mà nó đi nền đó anh chị những giai đoạn mà nó đi nền như cái đoạn này nè nó gãy xuống nó hồi lên lại hồi lên lại và cực kỳ nhanh đây anh chị mình cứ nhìn cái lịch sử các cổ phiếu nó cứ tích lũy nền xong nó gãy đi đó là lý do tại sao em nói anh chị mình giai đoạn này rủi ro thấp rủi ro thấp là không phải là nó không điều chỉnh nhưng mà nó điều chỉnh nó cũng sẽ đi lên lại rất nhanh nên cái việc tại sao em nói anh chị mình mua thăm dò tại những vùng này để làm gì ví dụ trường hợp nổ xác nhận anh chị mình gia tăng luôn khi có phiên xác nhận rồi mình gia tăng giá vốn mình mua thăm dò tốt rồi mình gia tăng lên nó cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều còn trường hợp như anh chị nó gãy nền xuống đây anh chị mình tạo hai đáy kiểu như anh chị mình chả có điểm vào ăn nhiễm nước rút đúng không anh chị mình nhìn rất nhiều lịch sử các cổ phiếu nó đi nó đánh theo dạng gãy nền và nó đi lên lại rất là nhanh ha và dòng chứng khoán là cái dòng giai đoạn trước nó đánh toàn như vậy đợt trước em ăn con con vnd này anh chị cũng ăn mẫu hình gãy nền thôi đây giai đoạn này trước khi điều chỉnh đó chị đây đoạn này nó đánh gãy nền nè em canh mua em ăn nguyên một cái đợt tăng giá này luôn đấy nên là dòng chứng khoán cái sở thích của nó là như vậy ha và không chỉ riêng dòng chứng khoán đa số các nhóm nào mà nó có cái mẫu hình đánh gãy nền anh chị nó đi lên lại cực kỳ nhanh và nó sẽ chinh phục qua hết những cái vùng kháng cự cũ nên đoạn này yếu tố rủi ro thấp là tại sao là tại vì nó có gãy nền nó cũng sẽ đi lên lại chứ không phải là nó rơi như cái kiểu mà đeo trên nó không phải là những cái đỉnh nhọn rơi xuống như thế này ha anh chị mình hiểu chưa anh chị mình hiểu cái, cái kịch bản em đưa ra và cái ý em muốn thể hiện cho anh chị mình ở trong video ngày hôm nay rồi đúng không đó là về cái uh, cơ hội của thị trường trong giai đoạn hiện tại ha và mình bỏ qua cái vùng tâm lý thị trường điều chỉnh đây bởi vì khi mà anh chị mình biết cái vận động của cổ phiếu nó có thể diễn ra như vậy và nó có thể lên lại ha đi nền thì nó chỉ có hai xác suất thôi chị một là nổ một là bùng nổ luôn chạy ầm ầm lên luôn hai là gãy nền sau đó gì anh chị sau đó cân bằng và cũng đi vào mầm lên thì cái nào cũng là cửa tăng cao cả thì nó mới nói là anh chị mình xác suất rủi ro đạn này rất thấp quan trọng là anh chị mình không sử dụng margin nếu mà sử dụng margin anh chị mình đánh tại nền đánh margin nó nó có hợp lý không mọi người chắc chắn là không hợp lý đây ai lại đi vào mua ngay nền giá mà mua full margin những anh chị mua cổ phiếu vùng tích lũy thường mình chỉ mua gì mọi người thăm dò thôi chờ phiên xác nhận anh chị mình gia tăng vị thế còn đánh đã full tiền và full margin vùng này rồi thì xác suất nó gãy xuống thì anh chị mình sao? Tài khoản chứng khoán của anh chị mình bị gì? Bị giảm rất mạnh. Đúng không? Khi mà anh chị mình sử dụng đòn bẩy cao đặc biệt các nhóm cổ phiếu midcap như là bất động sản, thép và chứng khoán là những cái nhóm cổ phiếu nó có cái tỷ lệ cho vay cực kỳ cao. Và khi anh chị mình đi full margin trong này xác suất nó gãy xuống anh chị mình chịu nổi nhiệt không? Đúng không? Chắc là sẽ không chịu nổi nhiệt đâu. Nên là giai đoạn này em vẫn thấy là cái yếu tố rủi ro thị trường thấp ha quan trọng là anh chị mình lấy vị thế trước anh chị mình cầm nắm quan sát và kịch bản thị trường nó có tăng hay giảm gì anh chị mình cũng sẽ có điểm gia tăng vị thế cổ phiếu và mình đang nhìn cho một cái gì anh chị một cái cơ hội nó lớn hơn còn cứ nhìn mua tại nền cái đòi ngày hôm sau nó nổ ngay thì làm gì có anh chị đầu tư trên thị trường là phải kiên nhẫn ha rồi ngày hôm nay thì có một số cái yếu tố một số cổ phiếu đánh đơn lẻ ví dụ như con nam từ liêm nè à con nam từ liêm này thì hôm trước em livestream em có nói là em đang cầm nắm hàng đã khả dụng rồi À, hàng chắc mua cũng phải được tầm 4 năm phiên gì rồi á thì ngày hôm nay mở cửa tăng trần nè thì cũng phân tích cho anh chị mình lý do tại sao cổ phiếu ngày hôm nay tăng trần nó có cái yếu tố fomo bên trong nha và cái việc nổ vô này nè anh chị đây cái việc nổ vô này nè mà đẩy trong ato á anh chị đẩy trong ato đầu phiên mở cửa ra là trần rồi anh chị mình sẽ thấy là giá cao nhất ngày hôm nay của cổ phiếu là giá trần và nó mở cửa ra nó trần sau đó nó có yếu tố gì anh chị rung lắc và kéo lên thì ngày hôm nay nó ra tin mọi người đây nè ra tin báo lãi À, nên là sáng đội đánh lên và đánh trước khi ra tin ví dụ như trên báo này em thấy thời khung thời gian là tầm khoảng 10 giờ nè thì tầm 9 giờ 15 là nó đã trần rồi ha thì sau đó yếu tố tin tức vào là nhà đầu tư họ sẽ có xu hướng gì phô mô và cổ phiếu này cho coi kiểu gì phô mô và cổ phiếu này nên con này đối với em chỉ giữ trận thêm được một vài phiên nữa ha sẽ có những cái vùng giá xanh em cân nhắc em ra hàng trong ngắn hạn bởi đây là cái mã cổ phiếu em đánh lướt anh chị đánh lướt làm gì ăn cái nhịp tăng số 2 của cổ phiếu nè các anh chị mà xem livestream nhiều cũng như là xem kênh nhiều thì anh chị mình sẽ biết em thường có những cái vùng đánh nhịp số 2 nhịp đầu tiên là ở đâu anh chị thì khi mà cổ phiếu gì từ vùng nền tảng giá dài nhất đi lên nè trong ngắn hạn đúng không đánh lên một nhịp tái tích lũy lại đánh nhịp số 2 sẽ là nhịp chút lãi giống như ngân hàng đạn này em đánh thôi khi mình đánh ngắn mình không cầm nắm thời gian cổ phiếu cho trung và dài hạn thì mình chỉ có thể canh nhịp số 2 mình ra hàng thì đợt này con nam từ liêm á em vào em mang cái nền tảng giá này và đánh nhịp số 2 nha kéo xanh thì em sẽ cân nhắc em bắt đầu em hạ tỷ trọng cổ phiếu thì đây là cổ phiếu đánh ngắn đó các anh chị mình các anh chị trong room thì anh chị cân nhắc là follow theo cái điểm mua bán của em nhé rồi à, dòng bán lẻ dầu khí à, dầu khí chưa được nhắc đến nè dầu khí thì hiện tại vẫn gì anh chị vẫn đang tái tích lũy lại nha và dầu khí em thấy bắt đầu là cũng có những cái tín hiệu tốt trở lại rồi nhưng mà nó đang thiếu cái yếu tố về dòng tiền ha có nghĩa là sao anh chị tổ chức họ chưa đánh qua nhóm này nha cũng chưa có cổ phiếu nào mồi luôn ví dụ như bếp r vẫn đang trong vùng tích lũy nè anh chị mình thấy cái sự đồng thuận của nhóm midcap đạn này không hầu như là trong vùng tích lũy cả bvd cũng vậy bvs cũng vậy nè tích lũy lại trong một xu hướng lớn nè đây anh chị mình thấy không tích lũy trong một xu hướng lớn bvd tương tự luôn hay những cổ phiếu này nó phải lấy lại cái vùng cân bằng của nó giống như con bvd nè đó nó phải lấy lại gì anh chị lấy lại cái xu hướng tăng đó ra. nha hiện tại vẫn đang bám sát trên line đi lên nè cái này là trên lai like tuần á mọi người khi mở chạy tuần thì anh chị mình sẽ thấy vẫn đang bám ha vẫn đang đợi giá nè nhưng mà yếu tố như anh chị những con này mà nó nổ nó sẽ chạy sóng dài ha khi nào nó nổ và nổ vô anh chị mình tiếp tục vào gia tăng cổ phiếu ha những con này thì khi mà nó nó xác nhận nó chạy rồi nó sẽ chạy con sóng lớn đó à, những cổ phiếu này anh chị nào nắm dài hơi ra thì có thể nắm được Còn khi mà đánh ngắn thì mình phải chờ đợi cổ phiếu nó cân bằng tái tích lũy lại trên vùng giá 28X Thì lúc đó anh chị mình vào sau nha Đoạn này con em không đánh dầu khí nữa dầu khí có trên lớn nhưng mà đoạn này chưa đánh dầu khí nữa. Dầu khí chỉ phù hợp cho cầm nắm dài ra thôi và anh chị mình cầm nắm dài thì anh chị mình mình mới gọi là đủ kiên nhẫn để nắm được cái cổ phiếu dòng dầu khí nha. À, rồi còn nhóm cổ phiếu nào ngày hôm nay hot nữa không mọi người? À, HAG HAG vẫn đang tiếp tục đánh con HAG cũng là cái cổ phiếu đang đánh nhịp số 2 nè và nhịp số 2 này thì anh chị mình cân nhắc những cái phiên đại giá liên tục là anh chị mình ra hàng một chút ngắn cổ phiếu được rồi nha thường những nhịp số 2 á, anh chị đó các cổ phiếu nó đánh mạnh đó anh chị biên độ lớn á, thì thường sẽ có những cái nhịp phân phối bắt đầu từ cái nhịp kéo số 2 nha con này chạy từ nền lên là khoảng tầm 50 70 phần trăm rồi thì bắt đầu nhịp số 2 này nó sẽ có những giai đoạn phân phối đỉnh nên anh chị mình chú ý nha nó đẩy giá lên trên này nó sẽ bắt đầu phân phối hàng ra ở vùng giá cao rồi video ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi ha có lẽ là em đã phân tích đủ những cái điều mà em cần nói cho anh chị mình trong video ngày hôm nay rồi nên là nếu mà mọi người à, vẫn còn thắc mắc gì đó về cổ phiếu hoặc là danh mục cần hỗ trợ hoặc là anh chị mình có nhu cầu đi vào hệ thống khách hàng để anh chị mình đánh những cái mã cổ phiếu thứ nhất là đánh ngắn thứ hai là những cái mã cổ phiếu đánh chiến lược thì anh chị có thể liên hệ để em hỗ trợ anh chị mình vào hệ thống khách hàng nhé rồi cảm ơn anh chị mình đã lắng nghe cái video ngày hôm nay và chúc anh chị mình có một buổi chiều vui vẻ ha cũng sắp uh, cũng là chuẩn bị còn hai tuần nữa là bắt đầu vào tết rồi nên là đạn này thị trường nó cũng sẽ đánh khá là khó chịu và tâm lý nên là anh chị mình uh, chú ý là những cái việc mà mình nhận định cuối phiên đó, nó sẽ không quan trọng bằng cái việc trong phiên ha trong phiên diễn biến của cổ phiếu cũng như là thị trường nên là anh chị mình cần quan sát chặt chẽ và cần những cái nguồn nhận định gọi là Uh, chi tiết và rõ ràng để anh chị mình theo dõi cổ phiếu cũng như là bám sát cái diễn biến của thị trường trong phiên để mình xử lý cho nó phù hợp ha rồi cảm ơn anh chị mình đã lắng nghe nhé chúc mọi người một ngày giao dịch cuối tuần thành công ha